Theo thống kê của Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, tổng lượng khách tham quan du lịch giải trí tắm biển lưu trú tại các khách sạn, khu du lịch trên địa bàn toàn tỉnh là 342.049 lượt, giảm 6,5% so với cùng kỳ năm 2021. Nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng của thời tiết kéo theo lượng khách giảm. Tuy nhiên, chất lượng khách lại tăng lên khi doanh thu lưu trú ước đạt hơn 343 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ. Trong đó, ngày 1 tháng 5, tỉnh ghi nhận lượng khách đến nhiều nhất với 111.757 lượt. Thành phố Vũng Tàu và huyện Xuyên Mộc có hệ thống hạ tầng và đa dạng cơ sở dịch vụ phục vụ du lịch, dẫn đầu toàn tỉnh về lượng khách và doanh thu trong 4.000 kỷ lễ. Cụ thể, thành phố Vũng Tàu đón 165.000 lượt khách, doanh thu trên 165 tỷ đồng. Xuyên Mộc đón 62.152 lượt khách, doanh thu hơn 57 tỷ đồng.